Chào bạn, lại là tôi Đào Xuân Nhất đây. Ở video này tôi sẽ chia sẻ cho bạn cách sử dụng phần mềm Camtasia Studio 8. Phần mềm Camtasia Studio 8 là phần mềm chuyên sử dụng để chỉnh sửa video, biên tập video, quay màn hình máy vi tính. Và phần mềm này có rất là nhiều cái chức năng cũng như là nhiều hiệu ứng khác nhau. Nó giúp chúng ta biên tập video, chỉnh sửa video và xuất ra những cái file với rất là nhiều định dạng khác nhau. Và nếu như bạn chưa có cái phần mềm Camtasia Studio 8 và chưa biết cách cài đặt thì các bạn có thể lên cái website blog cá nhân của tôi là xuannhat.net, đúng không ạ? Và các bạn có thể tìm kiếm bài viết là hướng dẫn cài đặt phần mềm Camtasia Studio 8. Đây, các bạn đọc cái bài viết này. Và các bạn có thể tải cái phần mềm Camtasia này với cái đường link ở đây. Và sau khi các bạn tải về thì các bạn có thể xem cái video hướng dẫn cài đặt, đúng không ạ? Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ bước vào cái nội dung chính của video ngày hôm nay. Ok, tôi tin chắc rằng là các bạn đã cài đặt thành công cái phần mềm Camtasia Studio 8 này rồi. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào cái nội dung chính nhé. Thì bước đầu tiên chúng ta sẽ cần phải chuẩn bị các file video, file âm thanh, file nhạc, hình ảnh, vân vân, logo các thứ. Sau khi chuẩn bị xong rồi thì chúng ta sẽ chuyển qua bước thứ hai. Ok, bước hai là tiến hành chỉnh sửa. Ok, và bước ba là xuất file hay là xuất video đấy, đúng không ạ? Và bước đầu tiên thì chúng ta cần phải chuẩn bị các file video âm thanh. Thì ở đây tôi đã chuẩn bị rồi, đúng không ạ? Các file video thì chiều nay tôi vừa với lấy xe đi vòng quanh thành phố Đà Lạt để chụp hình cũng như quay những cái thước phim chuẩn bị cho Festival Hoa Đà Lạt 2019. Và sẵn đây tôi làm cái video để hướng dẫn các bạn chỉnh sửa cái video này luôn, đúng không ạ? Thì đây, tôi đã chuẩn bị những cái video cũng như cái hình ảnh ở đây rồi. Và những file nhạc và cái logo tôi cũng có ở đây rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành chỉnh sửa. Thì chúng ta sẽ khởi động phần mềm lên. Ok. Đây là cái giao diện của phần mềm nha các bạn. Đây thì chúng ta, bước đầu tiên chúng ta cần phải import media, đúng không ạ? Chúng ta có hai cách, nhấn vào biểu tượng đây hoặc là chúng ta click chuột phải và chúng ta import cái dòng đầu tiên này, đúng không ạ? Tôi sẽ tiến hành rồi, chúng ta chuẩn bị xong rồi, chúng ta sẽ tiến hành chỉnh sửa. Bước đầu tiên thì chúng ta phải import. Rồi, ok. Chúng ta import media. Thì ở đây tôi sẽ import video trước, video và hình ảnh trước. Đó. Ok. Rồi tôi sẽ import logo và những cái file intro outro chẳng hạn. Các bạn cần phải chuẩn bị đầy đủ nhé. Đây, tôi sẽ import logo vào. Và chúng ta có thể import intro. Đây, chúng ta có thể import intro outro. Ok, chúng ta có thể import intro outro vào. Ok, sau khi chuẩn bị xong các file rồi thì chúng ta tiến hành kéo các file này, chúng ta kéo xuống thành timeline này, đúng không ạ? Ok, tôi sẽ kéo file intro này. Đây, các bạn có thể kéo để các bạn theo dõi này. Ok, và tiến hành kéo các file video. Ok, tôi sẽ kéo một số file thôi để demo cho các bạn. Ok,
Đây, các bạn có thể ấn thêm cái check 1, check 2, check 3 này, các bạn chuyển lên đây. Bởi vì ở dưới đây chúng ta có thể chèn thêm nền hay là chèn thêm nhạc, thì chúng ta có thể sử dụng chèn ở dưới đây, đúng không ạ? Ok. Thì ở đây thì các bạn có thể lựa chọn những cái kích thước khác nhau này. Này, mặc định của nó là HD. Đó. Đây là cái file mặc định. Và các bạn có thể lựa chọn là 1080, maximum 1080. Đó. Ở đây thì tôi lựa chọn mặc định này nhé. Ok. Cái này các bạn có thể co giãn được này, co giãn được này. Đấy. Các bạn có co giãn. Đây là những cái file video. Đây. Thì tôi sẽ co giãn cho nó đều ra bằng cách là chúng ta kéo cái phần góc này, kéo phần góc này. Các bạn. Thì các bạn có thể kéo cái nút shift để cho nó đều, các bạn. Shift và kéo chuột cho nó đều. Đây cũng vậy. Đây là những cái thước phim mà tôi quay được vào chiều ngày hôm nay. Những cái công tác chuẩn bị cho Festival Hoa Đà Lạt 2019. Đúng không ạ? Và khai mạc dự kiến là vào 20 tháng 12 năm 2019 này. Ok. Tôi đã lựa chọn cái kích thước phù hợp. Đúng không ạ? Có thể là các bạn lựa chọn 720. Đúng không ạ? Hoặc là 1080. Và đây tôi lựa chọn là 1080. Được rồi. Ok. Và các bạn có thể thay đổi cái màu nền ở đây, đúng không ạ? Đây, các bạn có thể thay đổi màu nền. Màu xanh hoặc là màu gì các bạn yêu thích. Đó. Nhưng mà đây thì nó không quan trọng lắm bởi vì chúng ta che hết rồi. Đúng không ạ? Chúng ta che hết rồi. Và nếu như mà chúng ta chưa che thì sao nhé? Đấy. Tôi chọn màu xanh đi. Đấy, thì nó đổi màu nền này. Đơn giản vậy thôi. Ok. Rồi, bước tiếp theo thì chúng ta sẽ cần phải sử dụng một số cái phím tắt, đúng không ạ? Phím tắt mà chúng ta cần phải sử dụng. Ví dụ như chúng ta muốn cắt hai cái video, đúng không ạ? Cắt một cái đoạn video này thành hai thì chúng ta ấn phím tắt là F, đúng không ạ? Ok. Cắt video thì chúng ta sẽ sử dụng phím tắt là S, đúng không ạ? S. Rồi, nếu chúng ta muốn xóa một cái đoạn nào đó, xóa video hay là âm thanh hoặc là một cái file nào đó, nói chung là cái file, xóa file, thì chúng ta ấn cái phím là delete. Rồi. Delete. Đây, các bạn có thể sử dụng cái phím delete này. Đó. Ví dụ tôi muốn xóa cái đoạn này đi thì tôi bấm delete là xong, đúng không ạ? Rồi, các bạn kéo G. Rồi các bạn có thể sử dụng phím Ctrl C, Ctrl V. Giờ S này. Chúng ta cần cho C cái đoạn này chẳng hạn, chúng ta nhân đôi lên, chúng ta cần chụp về, chúng ta kéo đây, chúng ta copy nhé, copy một đoạn và dán, thì chúng ta sử dụng phím là Ctrl, cái này thì có lẽ là các bạn biết rồi, Ctrl C, Ctrl cộng với lại C nhé. Và Ctrl cộng với V, các bạn. Đấy, đấy là những cái mà phím mà chúng ta sẽ cần phải sử dụng. Rồi. Bước tiếp theo thì chúng ta có thể kéo cái file âm thanh. Kéo file âm thanh xuống. Ở đây thì tôi sẽ thêm một cái file âm thanh. Ok, file nhạc. Chúng ta có thể thêm cái file nhạc. Rồi, file này đi. Các bạn nên sử dụng cái nhạc, ví dụ các bạn làm YouTube hay là làm Facebook chẳng hạn,
thì các bạn nên sử dụng cái kho mà nó cho phép, tức là cái kho không bản quyền đấy. Thì ở đây các bạn có thể thêm theo cách là các bạn có thể tải cái kho nhạc không bản quyền về ở trên YouTube về hoặc là Facebook về đó, để các bạn sử dụng. Rồi chúng ta thêm thủ công bằng cách là import vào thôi, đúng không ạ? Rồi chúng ta kéo thẳng trực tiếp xuống, và đây thì chúng ta có thể chỉnh sửa cái audio này cho tiếng bé đi hoặc to hơn bằng cách là kéo co giãn như này, đúng không ạ? Co giãn rất là đơn giản. Rồi để cho nó cùng một cái mức chẳng hạn, ví dụ ở đây tôi sẽ để khoảng 10% thôi, thì chúng ta sẽ cần cho C cần cho V để chúng ta ok. Ở đây thì chúng ta có thể cắt, đúng không ạ? Phím là phím gì ạ? Phím S, đúng không ạ? Đó, chữ S. Rồi, chúng ta delete đi. Đó, là xong. Các bạn có thể sử dụng cách đấy hoặc là chúng ta có thể kéo giãn này cũng được. À, ok. Và chúng ta có thể sử dụng cái hiệu ứng in hoặc là out, đúng không ạ? In thì nó sẽ nhỏ dòng to dần, out thì nó sẽ to và nhỏ dần, đúng không ạ? Ok, nếu như các bạn muốn bỏ cái hiệu ứng in out đi thì các bạn click vào này, các bạn delete thì là xong. Đó, tiếp tục click vào delete đi. Phóng to lên một tí cho các bạn thấy. Đây các bạn clip này, các bạn delete đi, thấy không? Đấy, nó trở về bình thường. Ok, giờ thu nhỏ lại. Đây, ví dụ file này tôi làm lại nhé. Đây, in nào, đúng không ạ? Rồi các bạn click vào, các bạn delete đi, nó trở lại bình thường. Ok, và còn một cái cách mà chúng ta không sử dụng phím tắt để cắt chẳng hạn, thì chúng ta có thể lựa chọn cái split này, đúng không ạ? Chúng ta cắt bằng cái này. À, ok, chúng ta có thể cắt, thấy không ạ? Ok. Rồi. Bây giờ ra thì chúng ta có thể chèn hiệu ứng, đúng không ạ? Chèn hiệu ứng bằng đây, bằng cách là click vào đây. Rồi chúng ta kéo thả vô rồi. Đây chúng ta có thể kéo thả vào. Ngoài ra thì chúng ta có thể kéo thả thêm những cái hình ảnh khác nữa, hình ảnh chẳng hạn đây là video rồi, hình ảnh đây, tôi sẽ kéo thả hình ảnh vào. À đúng rồi, đây chúng ta có thể nối ghép. Rồi chúng ta có thêm hiệu ứng, thêm vào rồi, ok. Rồi chúng ta có thể thêm một cái logo rồi. Xuyên suốt thì chúng ta kéo đây, xuyên suốt video luôn chúng ta kéo. Rồi chúng ta ấn shift, chúng ta co lại, rồi di chuyển. Rồi, các bạn ấn shift đồng thời chúng ta co lại, đúng không ạ? Rồi để nó giữ kích thước mà. Rồi chúng ta để vị trí này. Rồi một cái logo nữa, tôi sẽ tiến hành kéo xuống đây. Rồi ok. Đó, kéo lên. Rồi, các bạn nhớ là ấn đồng thời shift nhá, và di chuột ở cái đầu góc này. Đó, ok, chúng ta kéo đúng cái vị trí chúng ta mong muốn. Rồi cái thư viện này thì chúng ta có thể sử dụng nhạc ở trong cái thư viện này này cũng được nè các bạn. Tuy nhiên để cho cái
vấn đề bản quyền á, không bị dính, thì chúng ta có thể sử dụng cái kho nhạc bản quyền của YouTube hoặc là Facebook, chúng ta ạc trực tiếp vào bằng cách import, đúng không ạ? Và tôi rất hiếm khi sử dụng cái nhạc ở trong đây, chúng ta sử dụng import cho nó an toàn. Đây, chúng ta sử dụng trong thư viện này nhiều khi nó bị dính bản quyền, rất là mất công. Ngoài ra chúng ta có thể sử dụng những cái thêm đó, cái thêm ở trong đây, ví dụ tôi sử dụng cái này thì tôi có thể ạc vào timeline, đây nó sẽ xuất hiện ở đây, các bạn. Đây, tôi để cuối này và các bạn có thể click vào đây và các bạn kéo cho nó dài dàn ra đó. Rồi các bạn click vào dấu cộng này, thêm này, ví dụ như xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha, bởi cuối video mà các bạn, xin chào và hẹn gặp lại. Cái này nó bị lỗi phông vào thì chúng ta có thể sử dụng Arial. Đây các bạn, xin chào và hẹn gặp lại. Ok, các bạn có thể kéo cái này cho nó dàn ra. Rồi, bộ chính giữa. Rồi các bạn có thể thêm hiệu ứng gì đó theo mong muốn của các bạn. Và một cách nữa để chúng ta có thể thêm những cái chữ, ví dụ tôi muốn thêm ở chỗ cái video này, video đầu tiên này, đó, thì tôi sẽ click vào, click ra này và tôi sẽ click vào đây, đó, chữ T đây, đúng không ạ, T đây, thì các bạn có thể chỉnh sửa trực tiếp vào đây, Đà Lạt. Chuẩn bị Festival 2019. Đó. Rồi các bạn có thể thay đổi kích thước chữ ở đây này. Đâu ạ? Màu, màu chữ in đậm hay nghiêng gì đó tùy các bạn. Đó. Rồi các bạn dàn ra. Đó. Đó. Tôi sẽ cho chữ to một chút và cho màu cam đi ha. Rồi. Như vậy. Đó. Ngoài ra thì các bạn có thể chèn thêm một số cái nữa, ví dụ như là M, đó là M, hoặc là mũi tên, đó rồi. Đó, các bạn có thể xoay. Và khi các bạn làm video hướng dẫn nhỉ, thì các bạn có những cái cần phải chú ý highlight để các bạn có thể sử dụng mũi tên. Đó, rất là nhiều. Đấy, ở đây các bạn có thể sử dụng. Đó. Và ví dụ như các bạn muốn cái đoạn video clip của bạn quay nhanh hay tua chậm chẳng hạn, thì các bạn click chuột phải này. Các bạn ấn sleep, clip speed này. Đó. Đó, nếu mà các bạn tăng lên như thế này thì nó sẽ tăng tốc độ, tức là nhanh hơn, tua nhanh video hơn. Đó, tôi kéo xuống này. Và ví dụ các bạn muốn làm chậm đi chẳng hạn, thì các bạn chỉnh lên đó, 50 chẳng hạn, đó, tối đa 50, chậm này, chậm và tua nhanh. Đó. Hoặc là chúng ta muốn tách âm thanh với lại hình ảnh ra riêng thì chúng ta ấn vào Video and Audio này, Spirit này, các bạn. Đó, thì chúng ta có thể xóa âm thanh đi, đó, hoặc là xóa hình ảnh đi, giữ lại âm thanh, đây đấy nó tùy chúng ta thôi, đó. Và tôi sẽ hướng dẫn cho bạn một cái nữa, đó là tách cái phông nền xanh. Đó, ví dụ như tôi có cái nút này, tôi kêu gọi mọi người sẽ subscribe ủng hộ kênh của tôi ở dưới cuối video này, này, nó sẽ kéo ở cuối video này, chẳng hạn. Là cái video này đúng không ạ? Tôi đã chuẩn bị cái video này, Đà Lạt ISTV này. Và làm sao có thể tách được phông nền xanh này thì chúng ta sẽ ấn More này, đúng không ạ? Chúng ta Visual Property này. Đó. Các bạn lựa chọn Remote Color. Đấy. Thì đây mặc định cái này nó sẽ chuyển cho chúng ta rồi. Và nếu nó không chuyển thì chúng ta ấn Select Color này, chúng ta chuyển vô. Đó. Remote với màu xanh này đi. Chúng ta có thể điều chỉnh. Đó.
nhiều khi cái viền này nó vẫn có màu xanh thì chúng ta có thể điều chỉnh ở đây khi nào ưng ý của chúng ta thì thôi, đúng không ạ? Đó. Rồi các bạn có thể tải cái video phông đèn xanh này ở trên mạng nhé, rất là nhiều, nó về các bạn tải và các bạn chỉnh sửa và sử dụng rồi, đó, rất là đơn giản. Và dường như đấy là những cái mà chúng ta cần phải sử dụng, đúng không ạ? Và nếu như các bạn không thấy cái hiệu ứng ở đâu thì các bạn có thể đứng ở mo này, đó, nó ở đây, đúng không ạ? Transition đây, ok. Đó. Rồi chúng ta có thể chỉnh kích thước ở đây. Và chúng ta bỏ đây đi thì chúng ta chỉnh kích thước tùy ý, ví dụ 900 x 900 chẳng hạn. Còn ở đây kích thước mặc định của nó, đúng không ạ? Rồi sẽ sử dụng cái kích thước là 1080 này. Đó, mà cái chất lượng khá là cao. Đấy, như vậy là những cái cơ bản các bạn có thể sử dụng. Đó, như vậy là video của chúng ta đã xong rồi. Rồi, ok. Và chúng ta sẽ tiến hành qua bước 3. Bước 3 đó là xuất video. Đó. Rồi, chúng ta sẽ ấn vô Produce and Share này. Produce and Share này, đúng không ạ? Thì các bạn lựa chọn những cái định dạng ở đây là 1080 cho nó chất lượng cao nhất. Đó, được không ạ? Chúng ta ấn Next, chúng ta đặt tên video. Đây, tôi đặt là hướng dẫn đi. Đấy. Và tôi, chúng ta ấn Philip. Đó. Đó ạ. Đấy. Ở đây tôi chỉ hướng dẫn các bạn thôi. Và các bạn có thể lựa chọn những cái thư mục mà chứa cái video của chúng ta. Ở đây thì tôi tạo một cái thư mục là video hướng dẫn chẳng hạn. Và nếu như bạn không cài đặt như thế này thì các bạn có thể sử dụng những cái ổ đây, ổ mặc định của nó tạo ra. Đây, camera stereo đây. Đấy, thì các bạn có thể sử dụng mặc định. Hoặc là các bạn có thể tạo những cái file mới. Ở đây tôi sử dụng file xuất bản. Và các bạn finish thôi. Đó là nó sẽ xuất file ra cho chúng ta. Đó. Vô cùng đơn giản. Và nếu như có thắc mắc gì thì các bạn hãy bình luận ở phía dưới thì tôi có thể giải đáp cho các bạn nhé. Và như vậy là tôi đã chia sẻ cho bạn cái cách sử dụng phần mềm Camtasia Studio 8 rồi. Nếu như các bạn thấy cái video này hay thì các bạn hãy nhấn like và chia sẻ video này cho nhiều người cùng biết hơn. Và các bạn hãy ủng hộ tôi bằng cách là subscribe, đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông để có thể nhận những cái video mới nhất từ tôi. Xin chào và hẹn gặp lại bạn ở những cái video sau. Chúc các bạn thành công.